Lâu nay với nhiều người dân vào bệnh viện là để điều trị bệnh, việc ăn uống thường bị xem nhẹ với tâm lý ăn cho qua bữa, có gì ăn nấy. Điều này khiến tỷ lệ suy dinh dưỡng người bệnh điều trị nội trú tại Việt Nam tương đối cao, làm giảm hiệu quả điều trị, tăng thời gian nằm viện, chi phí, thậm chí tăng tỷ lệ tử vong. Theo các chuyên gia, suy dinh dưỡng ở người bệnh trong thời gian nằm viện khá phổ biến, không chỉ ở Việt Nam mà còn cả thế giới. Tỷ lệ suy dinh dưỡng của bệnh nhân nằm viện trung bình trên thế giới là 20-40%, còn tại Việt Nam con số này chiếm 30-60%. Một nghiên cứu trên 200 bệnh nhân 6 khoa lâm sàng của Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Sài Gòn cho thấy khoảng 35,5% người bệnh điều trị tại đây bị suy dinh dưỡng. Tương tự, tại Bệnh viện Thống Nhất, tỷ lệ bệnh nhân suy dinh dưỡng là 34,6%, các bệnh viện đa khoa khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là 34,1%. Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh là một trong những bệnh viện có số lượng bệnh nhân đông nhất khu vực phía Nam, trung bình hơn 2.000 bệnh nhân nội trú mỗi ngày. Theo khảo sát của bệnh viện, có 43% bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, trong đó bệnh mãn tính chiếm 30-50%, bệnh nhân hồi sức tích cực 65%, bệnh lý ngoại khoa 35-55%. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, chế độ ăn uống có liên quan mật thiết đến sức khỏe người bệnh. Những người bệnh đái tháo đường cần được quan tâm đặc biệt hơn về chế độ dinh dưỡng. Các văn bản quy phạm pháp luật về dinh dưỡng trong bệnh viện và 5 tiêu chí về dinh dưỡng trong bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện đã có từ lâu, nhưng vấn đề dinh dưỡng lâm sàng trong bệnh viện một số nơi còn thiếu và yếu.